Xin thưa bà con, đây là ruộng của chú Sáu Huy ở ấp Chà Hắc, xã Giao Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Nay mình thăm cánh đồng của chú Sáu, xài phân hiệu con lừa cho 2 ha, lúa T24 nha con. Lúa chỗ lên điều nè con. Xạ chú xạ dày đặt luôn rồi con, nhưng mà bông vẫn đạt nha con. Lúa T24 này xạ dày mà cái gốc sạch trơn rồi con. Rồi. Sạch trơn à, lũ sạch trơn à. Xạ dày gốc luôn nè, lũ sạch trơn à. Phân hiệu con lười này nhả chậm từ từ cho nên nó có ít có lên ủ nha. Và đạt năng suất cho mình nha con. Nhả chậm từ từ á. Cái bông lúa của mình nó bông con với bông mẹ lên đồng đều với nhau nha, ở 10 ăn 8 anh nha con. Và hạt mẩy nữa nha con, cái này chưa có đỏ đuôi nữa mà hạt mẩy nè. Xài phân này nó cái sự đồng đều nó rất là cao nha con. Xài cho giống lúa ST24 hạt rất là mẩy luôn, mấy cái này là mới đỏ, hơi đỏ đuôi mấy con cái mấy con chỗ trước nè con. Xài dày mà bông dài nè con, rất là tốt luôn, bằng ngộ luôn nha con, lúa bằng ngộ luôn. Xạ dày mà bông vẫn lên đạt nha con, xạ dày mà lên bông tương đối đồng đều luôn nè. Phân này nó nhả chậm cho nên nó không có ngừng cung cấp dinh dưỡng cho cây lúa ăn, nó ăn từ từ cho nên cây mẹ cây con nó cũng đồng đồng đều với nhau nha con. Mong bà con hãy tin dùng nha, cho hạn chế đổ ngã, hạn chế sâu bệnh rất là cao nha, và nhẹ chi phí nha con. Về đặt bông luôn nha con. Lúa mới cái chỗ đều mà chưa có cong trái me nha con, nó hơi hôm qua mà dòm lúa nó rất là tốt nè, nó liền do ngọn luôn, nó không bị dứt rễ, nó lên hết luôn nha con. Cuối lời mình cũng chúc bà con gần Tết thì ăn Tết vui vẻ nha, và làm lúa được trúng mùa nha bà con. Tạm biệt bà con nha.